Dạ em chào cô chú anh chị, em là Trung Nguyễn đây. Thì hôm nay sẽ lên cho mọi người chiếc xe này đó. 90666 nha cô chú anh chị đó. Một chiếc xe nhập ý là 010. Xe rất là đẹp, biển số đẹp nhưng mà xe thì cũng còn rất là keng. Em mời mọi người tham khảo từ chiếc xe này nha. Mời mọi người. Dạ rồi, thì trên hình của chú anh chị đang xem là một em nhập ý 150 đó, nhập ý 150 của chú anh chị ha. Đời thì em cũng đã báo của chú anh chị rồi, đời 2010. Thì đầu tiên xe này có gì đặc biệt? Dàn chân đen, thì dàn chân này mình đã có bán lại rồi nè, rõ ràng. Đĩa cũng còn rất là mới, rất là dày của chú anh chị ha. Ốc đĩa nè, mới tinh nha, rất là đẹp nha. Đó, bát còn rất là đẹp. Vỏ này thì vỏ đinh lốp còn dày cui hết nha. Đó, vỏ này là vỏ đinh lốp, nguyên một cặp đinh lốp luôn của chú anh chị ha. Còn đây là dàn áo xe. Thì nhiều của chú anh chị hỏi em SH lên thì có dàn áo ý hay không. Em nói cái giá dàn áo ý của chú anh chị nhiều lúc không thể tưởng tượng nổi bằng chiếc xe rồi. Nhưng chiếc xe tay ga nhỏ nhỏ rồi. Đó, thì đây là dàn áo zin nè, của chú anh chị thấy nè. Dàn áo sơn zin nha. Dàn áo sơn trắng zin. Xe này, dàn áo này dặm chừng cả 25-30%, chưa tới 30% nữa. Xe này dàn áo zin còn dặm chừng 30% của chú anh chị ha. Đó. Hôm bữa thì dặm bên này nè. Bên này, bên này, hai bên hông là hết rồi. Đó, thì báo 30% thì nó cũng hơi quá nhưng mà thôi. Nói vậy đi. Cho cô chú anh chị em hẹm chút xíu cũng không sao. Như bên này thì có dặm xíu nữa nè, cô chú anh chị thấy không? Đó, bên này dặm nè. Mỗi về bên này có dặm nè. Đó. Là rõ ràng là có dặm nha, chứ không phải là em báo zin 100%. Nhưng mà dàn áo sơn zin có dặm 30%. Đó. Thì chỗ này cho nó 10%, chỗ này cho 10%, mỗi về cho nó 10% nữa là 30%. Đó, vậy được rồi. Thì một cái dàn áo zin nó bây giờ giá nó tầm cả ba mấy 40 triệu không cô chú anh chị ơi. Thì nhiều của chú anh chị nói em là xe mà SH lên á thì thay dàn áo zin cho của chú anh chị được không, thì em được thôi, nhưng mà giá nó lên vài chục triệu nữa, của chú anh chị chịu không thôi chứ em lên được mà. Xe lên thì giờ em cũng còn mấy con lận, 206, 207, 208 lên, thì còn mấy con lận, màu trắng, màu đỏ, trắng đỏ đô, thì lên y chang 2009 vậy á, 2009 một đĩa mẫu mới hả. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu những xe lên thì cũng alo em ha. Còn nếu mà muốn lên dàn áo ý luôn thì cũng lên luôn cô chú anh chị ha. Đó. Đèn đuốc xe này cũng còn rất là đẹp của chú anh chị ha. Đó. Rồi. Quay số máy của chú anh chị mình xem nè. Ở đây nay hơi gió một chút xíu. 103 của chú anh chị ha. 103 4352. Đó, 103 4352. Thì vỏ sau nè cũng còn rất là dày nha cô chú anh chị mình, khỏi lo phần vỏ. Đĩa sau cũng còn dày cui hết á. Phuộc thì phuộc này cũng còn rất là đẹp. Rồi, tổng quan bên ngoài là vậy đi. Còn quả biển số này nó 90666 đó, 90666 nha cô chú anh chị ha. Cù 6 đó. Thì biển số này thì nhìn nó cũng rất là đẹp nha, chứ không phải là biển số này giờ mua không có đâu. Cô chú anh chị mua cái biển số mà nhiều của chú anh chị mình kêu mua biển số rồi em kêu không có, thì của chú anh chị mình có tự tìm. Thì những cái thị trường người ta báo là chừng 4.000 rồi, 4.000 đô rồi, biển số không được vậy đâu, biển số vừa thôi, nói chung không có số 4, số 4 này kia đó. Đây là phần lốc mâm lửa của chú anh chị thấy ha, sơn chấm sơn zin rồi vẫn còn nè. Đó, rồi mâm lửa này thì cái mâm 2010 nên là cái mâm nó màu như thế này của chú chị ha, màu nó hơi ngã vàng vàng đó. Rồi xe này để em mở cái thùng ra của chú anh chị mình xem, thì đặc biệt của nó xe này là nó zin cái dàn áo này, rồi máy móc nó zin, rồi biển số nó đẹp đó. Lát nữa em báo giá của chú anh chị mình xem. Biển số này của chú anh chị giờ bỏ 100 triệu mua không được á, em nói thiệt luôn á. Rồi đây là cái sạc, thì đường sạc rắc riết rồi dây rồi còn nguyên hết. Nói chung xe này cũng là xe zin, trao zin chưa mở, của chú anh chị thấy không? Thì trao xe 103 này nó đã xuống màu cùng với thời gian với như cục máy rồi, nó không còn long lanh lóng lánh nữa. Đó. Thì nhưng mà nó vẫn là trao zin chưa mở, sắc xe vẫn còn rất là đẹp của chú anh chị ha. Đó. Nhìn kỹ nha của chú anh chị. Rồi đây,
đường nước nè đó. Nhưng còn rất ok nha cô chú anh chị đó. Thì em thì em báo tình trạng của xe là em báo rất là rõ, và giá cả thì em cũng công khai luôn, chất lượng công khai, giá cả công khai. Đối với em cái slogan đó nó vậy. Nhưng mà cô chú anh chị mình về đi có vấn đề gì thì cô chú anh chị cứ alo em thôi, không có gì hết nha. Alo em vẫn xử lý của chú anh chị mà, chứ không phải em bán xong mà xong đâu đó. Cái quan điểm bán hàng của em là nó như vậy, nên là của chú anh chị mình cứ yên tâm mua đó, không sao hết nha. Sạc xiết mâm lửa nào mà có vấn đề gì của chú anh chị mình cứ alo em. Dạ rồi, thì clip này em sẽ không dông dài nữa, em chỉ báo vậy thôi, rõ ràng từng tình trạng xe SHI thì chung quy lại nó cũng chỉ có bao nhiêu. Xe thì không lai bất cứ con ốc nào của xe của đồ lô vô hết á, nên là của chú anh chị em bán xe này của chú nhiều của chú anh chị hỏi em có lô cái gì không, đèn lô hay gì, làm sao mà có được. Một cái xe mà chị giá và trăm mấy triệu mà đi thay cái đồ Trung Quốc vô thì mình bán xong rồi ai coi mình nữa của chú anh chị. Em bán đâu phải em bán một chiếc hai chiếc đâu, em bán của chú anh chị rồi em còn bán người thân của chú anh chị nữa chứ. Em bán một chiếc hai chiếc là em đứt bóng luôn thì thôi, chứ em đâu có tồn tại được đâu đó. Nên là nhiều cô chú anh chị mình không biết á, thì cứ kêu là lô thì cứ tới tận nơi em cho test thoải mái. Còn xe mà xe zin, xe đẹp thì em báo đúng xe zin xe đẹp. Cô chú anh chị mình không tin thì cứ tới tận nơi đó vậy thôi, chứ không có gì hết. Mạng xã hội thì mình cứ xem với nhau, mình coi nhau là một cái phương tiện giải trí. Mình cứ thích thì mình tới tận nơi mình xem với nhau của chú anh chị. Em cũng khuyến khích mọi người, mặc dù có nhiều của chú anh chị mình chuyển tiền cọc trước cho em, nhưng mà em vẫn khuyên chân thành một câu, cứ tới tận nơi xem vậy thôi. Rồi, thì cái biển số này nè, biển số này nè, nó rất là mắc tiền. Chứ biển số bây giờ của chú anh chị bỏ cả trăm triệu ra mua không có biển số này nha. Đó, vàng áo nước sơn zin thì em cũng đã báo rồi. Vàng áo nước sơn zin thì bây giờ như vàng áo này bán lại thì cũng phải là cả 30 rồi. Thị trường bây giờ đó, vàng áo mà cả này cũng phải 30 đó. Thì xe 103 bình thường em sẽ bán giá là 100, trước đây á thì em bán giá 150 mấy triệu, 160 mấy triệu. Thời điểm hiện tại thì nó đã là 170 mấy triệu đó. Xe này mang một cái vàng áo nước sơn zin còn chừng 70% và một quả biển rất là đẹp 90666, em đang bán giá công khai 190 triệu. Dạ, thì cô chú chị mình có nhu cầu con xe này, cô chú chị mình có thể alo em, số điện thoại em lúc nào cũng để dưới màn hình, và em có để dưới màn hình chạy chữ bán trả góp tối đa 40 triệu, và trả góp qua thẻ tín dụng của chú chị ha. Rồi, em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã thương tình ủng hộ em tới thời điểm hiện tại. Em là Trung Nguyễn, chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha. Chào mọi người.